Nóng, lính đánh thuê gốc Việt tiết lộ một phương Tây dối trá và một quân đội Ukraine mục nát. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc cuộc xung đột tại Ukraine bước vào thời điểm mặt phía Nga gọi là thời điểm quan trọng nhất, giai đoạn thứ 3 của chiến dịch đã xảy ra một vấn đề làm đau đầu chính quyền Tổng thống Joe Biden. Hai cựu binh sĩ Mỹ đã bị phía Nga bắt giữ, nhưng điều làm chúng ta kinh ngạc hơn, một người trong số đó là gốc Việt có tên là Andy Tài Ngọc Huỳnh. Khác với những mơ tưởng về chủ nghĩa anh hùng cao cả, người lính này đã vỡ mộng hoàn toàn khi đến chiến trường Ukraine, bị chính quyền tại đây bỏ rơi và thậm chí là có nguy cơ phải treo lơ lửng bản án tử trên đầu. Alexander Rucker và Andy Tài Ngọc Huỳnh hiện đang bị giam giữ ở Donbass và vẫn được hưởng quy chế tù binh. Truyền thông phương Tây mô tả họ là những công dân Mỹ đầu tiên bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine và Washington tuyên bố sẽ đảm bảo sự trở về của họ. Rieke trước đây từng hai lần phục vụ quân đội Mỹ ở Iraq, trong khi Andy Huỳnh làm công tác hậu cần cho thủy quân lục chiến của Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản. Huỳnh cho biết đã được trang bị một khẩu súng trường CZ của Séc và một khẩu súng phản lực chống tăng RPG. Dòng người Ukraine rút lui đi qua điểm của họ, theo sau là các xe bọc thép và một chiếc xe tăng Nga hoặc của lực lượng Cộng hòa Donetsk tự xưng. Khi xe tăng bắn lần đầu tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khẩu súng phóng lựu, Huỳnh nói. Anh ta khai rằng chiếc xe tăng đã bắn vào một vị trí khác ngay sau đó. Nghĩ rằng nó đang bắn vào mình, Huỳnh đã bắn một tên lửa vào xe tăng nhưng trượt. Khi binh lính Ukraine biến mất, Huỳnh và Rocky đã bỏ chạy và trốn trong một hố chiến đấu khi các phương tiện lực lượng tuần tra của Nga đi qua. Rocky nói, ban đầu chúng tôi được cho là làm nhiệm vụ do thám bằng máy bay không người lái, nhưng khi chúng tôi đến vị trí của mình thì đã có một trận chiến đang diễn ra. Kế hoạch của chúng tôi đã thay đổi, một đồng đội và tôi đã bị bỏ lại trong rừng. Binh sĩ người Mỹ gốc Việt cho biết anh ta đến Ukraine sau khi xem các tin tức giả trên các cơ quan truyền thông phương Tây. Truyền thông nói rằng người Nga rất xấu, tôi thấy những tuyên truyền trên truyền thông đều là phóng đại. Chúng tôi nghe nói quân Nga giết hại bừa bãi những người vô tội. Khi đến nơi tôi thấy chuyện không phải là như vậy, truyền thông phương Tây đã không cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra với quân đội Ukraine. Huỳnh nói rằng Ukraine khác với những gì mà họ biết trước đó. Người Ukraine nói rằng họ là những người giỏi nhất. Nhưng từ những gì mà chúng tôi chứng kiến thì chúng tôi thấy họ tham nhũng trầm trọng. Quân đội Ukraine giao cho họ nhiệm vụ trinh sát ở tuyến tiếp xúc với quân Nga. Nhưng ngay sau đó thì có lính đánh thuê phát hiện ra rằng quân đội Ukraine đã bỏ chạy khỏi chiến trường, khiến họ không được yểm trợ. Andy Huỳnh nói, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi và một số đồ đạc của chúng tôi đã bị họ vứt bỏ. Đương nhiên chúng tôi rất tức giận vì chúng tôi vốn chỉ làm nhiệm vụ trinh sát, nhưng kết quả đã thay đổi gần như ngay sau khi chúng tôi đến nơi. Chúng tôi buộc phải chiến đấu. Tất nhiên tôi đã rất tức giận với người Ukraine, quân đội của họ đã bỏ rơi chúng tôi. Hai binh sĩ Mỹ bị bắt khiến chủ đề Nga-Ukraine vốn đang dần nguội đi trong dư luận phương Tây thời gian gần đây lại trở nên nóng hổi. Tuy nhiên vụ việc này cũng đã đặt Mỹ vào một tình thế khó xử trong vấn đề viện trợ Ukraine cũng như là trừng phạt đối đầu với Nga. Nếu Mỹ gia tăng ủng hộ Ukraine thì chắc chắn sẽ khiến Nga tức giận. Nếu hai binh sĩ gặp bất chắc, chính quyền Biden chắc chắn sẽ là đối tượng bị dân chúng Mỹ gây khó dễ. Còn tỏ thái độ mập mờ với Nga thì sẽ khiến Mỹ trở thành kẻ đạo đức giả trước các đồng minh châu Âu và cũng sẽ khiến cho người dân Mỹ cảm thấy không hài lòng với sự mềm yếu của chính phủ. Hiện nay, tình hình này thực sự rất khó khăn cho chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đây là lý do khiến cho Lầu Năm Góc, đến Bộ Ngoại giao, thậm chí là Nhà Trắng đều không muốn nói về vụ việc này. Dư luận Mỹ cho rằng trong bối cảnh sắp đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được tổ chức vào tháng 11 tới, đây cũng là lúc mà thách thức ông Biden và chính phủ của Đảng Dân Chủ. Tuần trước, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đồng minh của Nga đã kết án tử hình 3 chiến binh nước ngoài bị bắt trong trận chiến giành Mariupol, trong đó có 2 người Anh. Tòa án hàng đầu của nước Cộng hòa này phán quyết rằng họ là lính đánh thuê và do đó không cấp các đặc quyền mà tù nhân chiến tranh thông thường sẽ được hưởng theo luật pháp quốc tế. Cả hai người Mỹ đều mô tả sự đối xử công bằng từ phía người Nga, mô tả cách quân đội Nga cho họ thức ăn, chăn ấm và thuốc lá. Tuy nhiên, Rucki nói rằng ông đã nghe tin đồn có hai người có thể đã bị kết án tử hình. Huỳnh nói rằng anh đã đến Ukraine vào tháng 4 và liên lạc với một linh mục người Ba Lan giám sát hoạt động cứu trợ nhân đạo, nhưng ngay sau đó đã liên hệ với quân đoàn quốc tế của Ukraine. Sau khi gia nhập quân đoàn, anh ta rời đi ngay sau đó với lý do tham nhũng và vô tổ chức trong hàng ngũ này. Cả hai người đã đi khắp đất nước Ukraine để tìm kiếm một đơn vị có năng lực hơn để gia nhập. Trước khi dừng lại trong lực lượng đặc nhiệm ở Bages ở miền đông Ukraine, một đơn vị lính đánh thuê nước ngoài chủ yếu bao gồm các cựu binh Mỹ và Pháp.
Đơn vị này xác nhận hôm 15 tháng 6 rằng Truki và Huỳnh, được gọi bằng biệt danh Bama và Hayes, đã bị bắt. Truki rời quân đội Mỹ vào năm 2014. Ban đầu, anh ta lên đường đến Ukraine mà không có kế hoạch rõ ràng. Anh ta đến Ba Lan nhằm làm công việc nhân đạo, nhưng vẫn mang theo quân trang và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giờ đây, Donetsk khi chứng kiến bom đạn Ukraine rơi xuống các mục tiêu dân sự. Ruki nói rằng anh đã nhận ra câu chuyện này có hai mặt. Ruki cảnh báo rằng những cựu binh đang nghĩ việc sang Ukraine, hãy đừng đến. Hãy suy nghĩ thật lâu và thật kỹ về lý do tại sao bạn làm điều đó và điều gì có thể xảy ra. Và đây thực sự là một cuộc chiến của bạn hay không? Anh ta nói. Khi tôi hưởng ứng lời kêu gọi đến Ukraine, tôi nghĩ rằng họ có một tổ chức rõ ràng, một kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng khi tôi đến đó, họ chẳng có gì cả. Ở Iraq, tôi đã cùng với quân đội Mỹ chiến đấu và chúng tôi có mọi thứ, vũ khí, đạn dược. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng tôi là một lực lượng có khả năng chiến đấu. Tình hình ở Ukraine thì khác hẳn. Việc thiếu vũ khí và đạn dược là một vấn đề lớn. Chỗ nào cũng đoạn sĩ bát nháo. Thông tin hai người Mỹ bị quân đội Nga bắt sống đã nhanh chóng làm chấn động dư luận Mỹ. Đây là lần đầu tiên có binh sĩ Mỹ bị bắt kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Điều khiến phía Mỹ đặc biệt quan tâm là hai lính đánh thuê người Anh Sean Spener và Aidan Adlins đã bị bắt hồi tháng 4, đã bị Tòa án Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk kết án tử hình mới chỉ tuần trước. Truyền thông Mỹ nhấn mạnh ngoài gia đình của hai người bị bắt, Nhà Trắng và người dân Mỹ bắt đầu lo sợ sẽ lan truyền thông tin lính đánh thuê Mỹ bị kết án tử hình. Theo số liệu của Nga, có 6.956 công dân nước ngoài từ 64 quốc gia đã đến Ukraine kể từ tháng 2 để chiến đấu cho Kiev. Khoảng 1.956 người trong số đó hy sinh, trong khi 1.779 người đã rời khỏi đất nước. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 17 tháng 6. Các bạn thân mến, Andy Tài Ngọc Huỳnh không phải là lính đánh thuê đầu tiên gốc Việt bị bắt tại chiến trường Ukraine. Trước đó, một binh sĩ có tên là Lê Hiếu đã phải chạy trốn khỏi mặt trận ác liệt ngay khi vừa đặt chân đến. Ấn phẩm Mỹ trực tuyến Task and Purpose đã đăng bài viết của phóng viên chiến trường kể về một người Mỹ gốc Việt tên là Lê Hiếu, hay còn gọi là Hiếu Lê, đã tình nguyện sang Ukraine chiến đấu. Về chuyên môn quân sự, Lê Hiếu là lính tăng, nhưng ở Ukraine thì anh này nhận phiên chế vào lục quân. Không thể ở nấp sau lớp giáp xe tăng mà phải nếm trải mọi khó khăn nguy hiểm mà lính bộ binh phải gánh chịu. Một trong những nhiệm vụ mà Lê Hiếu đã hoàn thành là nhặt xác một lính đánh thuê người Georgia và chuyển thi thể từ lãnh thổ của kẻ thù đến địa điểm bố trí của quân đoàn viễn chinh quốc tế. Bản thân Lê Hiếu cũng rơi vào lưới hỏa lực khi mà máy bay của không quân Nga giáng đòn tấn công tên lửa vào trại huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài. Nỗi hoảng sợ đã khiến Lê Hiếu phải bỏ chạy khỏi Ukraine 2 tuần ở đó. Chính anh ta đã thừa nhận chuyện này. Tôi thực sự xấu hổ khi rời đi ngay khi vừa đến nơi. Nhưng các bạn đã bao giờ nhìn thấy điều đó nó kinh hoàng và đau đớn đến mức bạn không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa không? Đối với tôi chính là như vậy. Trong thời gian ở Ukraine, tôi đã phải trải qua các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, pháo kích liên tục, di chuyển theo lãnh thổ thù địch, giá rét, bệnh tật, đói khát và sự hành hạ khi tìm kiếm thi thể, đồng đội thiệt mạng trong chiến tranh. Tôi đã mệt đến tận xương tủy. Làm lính đánh thuê là tội ác. Lê Hiếu là một lính đánh thuê điển hình. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta tham gia chiến trận ở nước ngoài. Trước đó ở Iraq và Afghanistan. Điều đưa Ukraine xích gần các nước châu Á đó là ở cả ba nước, chính quyền Hoa Kỳ đều theo đuổi cùng một mục tiêu là xây dựng nền dân chủ kiểu Mỹ, biến các nước này thành chư hầu của Hoa Kỳ. Như đang thấy, khi sinh sống ở nước Mỹ, Lê Hiếu đã tiếp thu những giá trị dối trá này về nền dân chủ Mỹ và sức mạnh của đồng đô la. Cũng như những lính đánh thuê nước ngoài khác, đối với Lê Hiếu thì việc tham gia vào cuộc chiến ở nước ngoài thực chất là một cơ hội dễ dàng để kiếm nhiều tiền. Nhưng hóa ra, giấc mộng làm giàu như vậy của anh ta đã không trở thành hiện thực. Thứ nhất, cuộc chiến ở Ukraine rất khác so với những gì mà Lê Hiếu có thể đã nếm trải trước đây. Mọi thứ ở Ukraine không hề giống như ở Iraq hay Afghanistan. Chẳng hạn, kinh nghiệm chiến đấu ít có ý nghĩa trong cuộc chiến tranh này, bởi đấu súng với Taliban, tổ chức đang chịu sự trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các hoạt động khủng bố, hoặc Al-Qaeda, tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga, rất khác với việc thu lưu trong chiếc hào đóng băng dưới làn đạn pháo dữ dội. Thứ hai là chính quyền Ukraine đã lừa dối những lính đánh thuê về mức thù lao của họ, hứa trả 2.000 USD một ngày, nhưng chỉ đưa 230 USD cho cả một tháng, không có quy chế quân nhân và không thuộc diện áp dụng các biện pháp nhân đạo liên quan đến tù binh chiến tranh. Khi lính đánh thuê bị đối phương bắt, thì thường là anh ta đừng mong đến được trước vảnh móng ngựa để tòa án xét xử, mà sẽ ăn đạn ngay tại chỗ. Cũng chính vì thế mà quân đội Nga đã chọn các trại huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài làm mục tiêu để giáng các đòn tấn công tên lửa.
đối tượng lính đánh thuê còn có thể bị truy tố bởi chính quốc gia mà anh ta là công dân. Chẳng hạn như mới đây thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đang khởi tố vụ án hình sự chống một công dân của nước này vì tội tham chiến ở Ukraine. Hôm 3 tháng 3, ông Alexander Bachikin, đứng đầu Ủy ban điều tra của Liên bang Nga, đã chỉ thị xác lập danh tính và quốc tịch của đối tượng lính đánh thuê đến lãnh thổ Ukraine. Trong tương lai, các phần tử lính đánh thuê này sẽ bị trừng phạt theo pháp luật của Nga. Ở Nga, tội đánh thuê có thể bị phạt tù tới 15 năm, theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Mọi người ở Nga hiểu rằng không phải tất cả những ai tham chiến ở Ukraine đều là kẻ thù có ý thức của nhân dân Nga. Tất nhiên, có những người bị lừa dối hoặc là sẵn sàng để bị lừa dối chỉ vì lợi ích tiền bạc. Nhiều lính đánh thuê từ lâu đã cắt đứt liên hệ với dân tộc mình và theo đuổi những mục tiêu riêng của cá nhân. Những người này có lẽ nên lắng nghe tuyên bố của tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga. Chúng tôi kêu gọi tất cả công dân nước ngoài dự kiến lên đường chiến đấu vì chế độ dân tộc chủ nghĩa Kiev. Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước chuyến đi. Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tin tức TV24 giờ.